Dù ai đi đâu về đâu, hễ trông thấy tháp chùa Dâu thì về. Dù ai buôn bán trăm nghề, nhớ ngày mùng 8 thì về hội Dâu. Đây là những câu thơ nói về chùa Dâu, trung tâm Phật giáo đầu tiên và lớn nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Ngày hôm nay, Nguyên Anh sẽ có chuyến trải nghiệm tại ngôi cổ tự độc đáo này. Chùa Dâu còn có tên là Diên Ứng, Pháp Vân hay Cổ Châu, là một ngôi chùa nằm ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 30 km. Chùa Dâu được xây dựng theo kiểu nội công ngoại quốc, bốn dãy nhà liên thông hình chữ nhật. Giữa sân chùa trải rộng là cây tháp hòa phong, tháp xây bằng loại gạch cỡ lớn ngày xưa, được nung thủ công tới độ có màu sẫm già của vại sành. Thời gian đã lấy đi 6 tầng trên của tháp, nay chỉ còn 3 tầng dưới, cao khoảng 17 mét nhưng vẫn uy nghi vững chãi thế đứng ngàn năm. Mặt trước tầng 2 có gắn bảng đá khắc chữ Hòa Phong Tháp. Dưới thời nhà Trần, vua Trần đã cử Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi về kiến thiết lại chùa, trở thành chùa trăm gian, tháp 9 tầng, cầu 9 nhịp. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, thì tháp Hòa Phong đã trở thành biểu tượng kiến trúc khi nhớ về chùa Dâu. Chùa Dâu nằm trong hệ thống những ngôi cổ tự thờ tứ pháp và bên trong thượng điện của chùa có đặt tượng thờ nữ thần Pháp Vân. Một trong những ấn tượng khó có thể quên được ở đây là những pho tượng thờ. Ở gian giữa chùa có tượng bà Dâu hay nữ thần Pháp Vân uy nghi trầm mặc, màu đồng hun, cao gần 2 mét. Ở hai bên là tượng kim đồng và ngọc nữ. Phía trước là một hộp gỗ, trong đặt thạch quang vật là một khối đá, tương truyền là em út của tứ pháp. Do chùa Đậu ở Bắc Ninh bị phá hủy thời kháng chiến chống Pháp, nên tượng bà Đậu tức Pháp Vũ cũng được đưa về thờ ở chùa Dâu. Chùa Dâu là để ngắm nhìn những kiến trúc cổ kính, đến với chùa Dâu là để hòa mình vào không gian linh thiêng của Phật giáo. Và quý vị hãy đừng bỏ lỡ cơ hội để trải nghiệm những điều tuyệt vời này tại danh lam bậc nhất của Bắc Ninh.